Hello, xin chào cả nhà. Lâu lắm rồi mình không lên mạng giao lưu chia sẻ cùng với cả nhà. Hôm nay mình quay video này để chia sẻ với cả nhà những điều thật là thú vị mà mình nhận được trong thời gian vừa qua. Bản thân mình có rất nhiều bệnh nền. Mình luôn luôn tìm giải pháp để chăm sóc sức khỏe chủ động cho bản thân mình, đỡ phải phụ thuộc vào người khác. Thật là may mắn mình biết đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp bằng thảo dược của Nga. Sau một thời gian sử dụng, mình đã nhận được một kết quả rất tốt cho sức khỏe. Bình thường thời tiết trái gió trở trời như này thì mình cứ ốm khật khừ cả tháng chẳng khỏi. Như trộm vía năm nay mình ngon lành, không có vấn đề gì. Thế vì là có thu nhận được cái kết quả tốt như vậy, mình muốn kinh doanh để chia sẻ sản phẩm này với nhiều người. Càng vào môi trường học tập và kinh doanh, mình lại càng thấy thú vị. Vì là bình thường đi học thì căng thẳng, thế nhưng mà vào môi trường này cảm thấy rất vui. Và cảm giác rất vui, mỗi buổi học đều là một đều thu nhận được những niềm vui rất là tích cực. Nên vì vậy mình quyết định hợp tác kinh doanh sản phẩm CBDA chiết xuất từ thảo dược của Nga. Sản phẩm này có hơn 200 loại có thể chăm sóc sức khỏe cho các bạn, từ chân cho đến đầu, từ trong cho đến ngoài, từ già cho đến trẻ, từ đàn ông cho đến đàn bà. Nếu các bạn quan tâm thì hãy liên hệ với mình nhé. Mình sẽ chia sẻ với các bạn những điều rất là chân thật nhất mà mình nhận được ở Similia. Mong các bạn hãy cổ vũ và động viên mình. Cảm ơn mọi người đã nghe mình chia sẻ. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở lần sau.